Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay thì Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cái khúc cực kỳ mới của SOMI, đó chính là ca khúc What You Waiting For. Bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt tay lên như này. What you waiting for? Hai tay mình sẽ kéo như này. Tell me what you waiting for. Ok, waiting thôi. Rồi, mình sẽ buông cái tay lên như này. Một, hai. Rồi, phần chân của mình sẽ dậm lên này. Ok. Một, hai. Rồi, lại nha. Hai, đi. Một, hai. Cái này nếu mà những bạn nào mà mới học thì có vẻ là hơi khó một chút xíu, nhưng mà không sao, mình sẽ ráng cố gắng nè. Tay của mình sẽ tính ở đây là một nè, một, hai. Còn cái chân của mình sẽ là dậm, dậm nè. Mình sẽ hít cái chân lên nè. Một, hai. Rồi sau đó mình sẽ nhảy lên. Ba và bốn và. Ba và bốn và. Ok. Tay mình sẽ mở xuống. Ba và bốn và năm. Hấp, sáu, hấp, bảy, you và learn. Ok. Lại nha. Just tell me what you waiting for. Tap, 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 tap you na 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 na. Ok. Rồi kéo qua. Hừm, hừm. Một, hai, ba, bốn. Hai tay mình sẽ để như vậy. Ok. Rồi mình đặt. Năm, sáu. Xoay hông từ bên qua bên phía bên phải. 5, 6, 7, 8. Và tình tình tình. Tay mình sẽ chỉ như thế này. Tình tình tình. Và ngược lại. Ok. 2, đi. Chắc chà. Quay qua. Chắc chắc chà. Xoay qua. Hông từ bên trái qua bên phải. Mình sẽ đặt hai tay như thế này. Hấp phần hông lên. Nhúng xuống một cái. Rồi mình feel một lần. Ok. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay. Đặt tay. Kéo qua một lần nữa. Đặt đặt lên má của mình như thế này. What you waiting for? Mọi người để số 4 nha. 4. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm lại toàn bộ một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm thử nha. Just tell me what you waiting for. Da 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 da. Da 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 da. Om om. Hop hop. Wa. Da 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 da. Ba 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 ba. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc thử với tốc độ chậm nha. Just tell me what you're waiting for. Baby, I've been waiting for. You want this town to fade. You're bottom drunk and wasted. Tell me what you're waiting for. Baby, you already know just how I feel about you. But why you can't be doubt you. Tell me who you're waiting for. Ok. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc What You Waiting For của SOMI rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video này thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Bin cũng như là follow Instagram của Bin nha. Nhớ like và chia sẻ video giúp Bin nha mọi người. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Nhớ comment bài mà mọi người muốn học tiếp theo nha.